chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài, cùng với chúng ta hít thở thật sâu 3 hơi chung với tiếng chuông để tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hôm nay hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu hít thở. Hãy kết nối năng lượng với nhau và xem diễn biến công việc của bạn trong tháng 7 sẽ thế nào nhé. Mình chuẩn bị 3 viên đá màu sắc khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem viên đá màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải viên đá màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Bây giờ nếu bạn đã xác nhận xong được tụ bài yêu thích của mình, mình sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ, hoặc bạn có thể sử dụng các lá bài đại diện chọn tụ để lựa chọn tụ bài yêu thích của mình nhé. Tụ 1. Xin vũ trụ cho tụ 1 biết diễn biến công việc và tiền bạc của tụ 1 trong tháng 7 sẽ thế nào. Diễn biến công việc và tiền bạc. Bạn nhận được một lá bài là Prosperity. Tụ bài số 2, xin vũ trụ cho tụ 2. Ok, hai lá bài được, mình lấy một lá nhé. Xin vũ trụ cho tụ bài số 2 biết diễn biến công việc và tiền bạc của tụ 2 trong tháng 7 sẽ thế nào. Bạn nhận được một lá bài là Family. Tụ bài số 3, xin vũ trụ cho tụ bài số 3 biết diễn biến công việc của tụ 3 trong tháng 7 cũng như là tiền bạc của tụ 3 trong tháng 7 sẽ thế nào. Bạn nhận được một lá bài là Friendship. Rồi, chúng ta đã có đầy đủ 3 tụ bài. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 1 đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ 1, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem cái diễn biến công việc của các bạn liên quan cả là tài chánh của tụ bài số 1 trong tháng 7 sẽ như thế nào. Chúng ta cùng nhau đi bắt cái tín hiệu, cái dấu hiệu chung với My các bạn nhé. Rồi, lá bài đại diện chọn tụ của bạn là Prosperity, kế bên là một cái chiếc thuyền. Cái thuyền này cái gọi là một cái khái niệm mà ở Đông Phương chúng ta khá phổ biến. Mình nhắc có lẽ là các bạn tụ bài số 1 bạn biết ngay là thuận buồm xuôi gió. Bạn có nghe cái câu đó đúng không? Mà đây cái thuyền này nè, nó đang đi theo cái chiều gió. Rồi, ở trong đây trải bài của bạn còn có một năng lượng của Star là ngôi sao Guaranteed Success. Cảm giác như đó là một cái sự thành công đã được chắc chắn, đảm bảo. Nhưng mình dùng cái chữ thành công mình chuyển qua giống như là một cái chuyện mà nó... Đây nè, cái tàu nó thể hiện là một sự di chuyển. Ở bên này cũng có một cái vòng xoay nữa, cái bánh xe. Đây là lá bài bánh xe số phận. Nhưng mà nó là cái này là cái trò chơi gì mà ở trong khu công viên, khu trò chơi nó hay có. Sammy quên mất tiêu rồi. Cái vòng xe này các bạn ngồi lên xong bắt đầu nó xoay 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 đó. Nó có cái năng lượng của một cái sự di chuyển. Có nghĩa là việc nó sẽ được hanh thông, việc nó sẽ được xúc tiến, diễn biến, nó trôi chảy để cho mọi thứ nó thuận lợi hơn. Đó, mình dùng cái chữ thành công thôi. Thành công đôi khi nó to và nó xa quá, mình kéo kéo lại gần một chút xíu, kết hợp cả với cái lá bài đại diện chọn tụ Prosperity. Nó chủ về là năng lượng của một cái sự thịnh vượng. Nhưng mà cái thịnh vượng ở đây không chỉ thẳng vào trong cái chuyện tiền bạc. Các bạn tụ bài số 1 nha, mình sẽ phải nói thẳng như vậy. Ở đây theo kiểu không có phải là trúng mánh hay trúng số hay lọc lá gì nó sẽ đến với các bạn trong cái tháng này đâu. Mà chỉ có là công việc nó trôi xuôi đó, nó suôn sẻ và thuận buồm xuôi gió đây, cho nó đảm bảo cho chúng ta có một cái trạng thái công việc, có một cái kết quả công việc mà như ý các bạn tụ bài số 1 kỳ vọng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong một cái chi tiết và mình có một cái cảm giác. Mình sẽ bắt đầu ở cái lá bài Dandelion này của các bạn tụ bài số 1. Đây là cái bông hoa mà bồ công anh á, các bạn tụ bài số 1 biết không? À, vậy thì cái bông hoa bồ công anh mà nó khi mà nó nở rộ nó giống như một cái quả bông, quả cầu rất là đẹp, xong sau đó gió thổi cái là nó bay hết á. À, chắc chắc tụ bài số 1 bạn biết cái hoa đó phải không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ
đặt mình vào vị trí cái bông hoa này một chút xíu để bạn có thể cảm thụ được sâu sắc cái trạng thái công việc của các bạn. Thôi, bài số 1, một cái bông hoa mà để cho nó lớn lên rồi nó nở ra để mà khoe sắc, giống như một cái bông hoa mà dandelion này là một cái quá trình, là một cái sự nỗ lực của cái bông hoa đó rồi. Nhưng mà khi vừa mới nở rộ đẹp như thế này, bản thân của mình đã tận hưởng cái điều đó được bao nhiêu lâu không, mà một cơn gió thổi qua một cái là bung ra hết luôn. Có nghĩa có cái cảm giác giống như là cái sự nỗ lực, có cảm giác giống như cái công sức của mình nó tóe ra hết luôn. Nhưng mà bạn hình dung bản thân của bông hoa có thể cảm nhận cái việc này nó hơi có cái sự mà nó không có bất công, hơi bất công với mình đó. Nhưng mà theo lẽ tự nhiên thì cái việc mà tán ra các cái nhụy hay là mấy mấy cái mà cái này mình không biết gọi là cái gì, các bạn chắc có lẽ các bạn biết hoa bồ công anh đó đó, những cái nhụy của nó mà nó bung ra như vậy lại tạo ra một cái vẻ đẹp nhân rộng ra cho đời. Rồi, ok, chúng ta áp cái năng lượng này vào trong cái trạng thái thực tế công việc của các bạn. Tụ bài số 1 một chút xíu. Vậy thì ở đây mình đang nhìn thấy là cảm giác như nó sẽ có một cái sự tương quan giữa các bạn tụ bài số 1 và những cái người khác nữa. Mà những người này nếu nói là về cái tầm á, về cái tầm và về cái trình độ đã kiểu vậy thì nó sẽ ngang ngang hàng hàng với các bạn tụ bài số 1 để bạn làm cái phần công việc của các bạn. Nhưng mà cá nhân của các bạn ở đây mới cảm giác giống như là bạn muốn tự thân vận động, bạn muốn nỗ lực để giải quyết cái phần công việc của mình, cho nên nó đẩy tụ bài số 1 vào một cái thế nó hơi chật vật một chút xíu. Mà hỏi nguyên nhân lý do vì sao mà tụ một lại muốn tự thân mà nó chật vật giống như vậy. Thì ở đây với một cái lá bài Six of Swords là tụ bài số 1, bạn sẽ nhìn thấy cái cô ở trong cái lá bài này là coi như chịu không có nổi cái đám mây đen và nó tạo ra mưa bão như vậy, cho nên phải bỏ trốn thôi, phải bỏ trốn chứ làm sao có thể ở lại một cái nơi mà nó tăm tối và nó bão bùng như vậy, phải chạy về cái nơi có cái ánh sáng là mặt trời, cho nên cô này bỏ chạy. Bỏ chạy có nghĩa là tụ bài số 1 bạn không có chịu được cái trạng thái khi mà bạn làm việc chung với một số những cái người nào đó. Mà những cái người này á có thể là họ theo kiểu My sẽ liệt kê một vài những cái tính từ và bạn cứ bắt cái câu chuyện của bạn với My tụ bài số 1, họ có thể sẽ là tự cao tự đại quá chăng, họ có thể sẽ là đòi hỏi quá chăng, họ sẽ là dùng cái chữ gọi là độc quyền quá chăng, độc đoán độc quyền đó. Rồi họ theo kiểu giống như là họ cũng mặt mũi thích thể hiện quá chăng, và cái việc đó nó đã làm cái tình trạng mà kết hợp công việc chung giữa tụ bài số 1 và những cái người đó nó trở nên rất là khó khăn, nó trở nên rất là rối. Ở đây mình đang có một cái cảm giác khả năng là có thể là đôi bên nói những cái lời nói nó rất là khó để mà nghe cho nó phiền nhiễu, và tụ bài số 1 bạn không có muốn cái trạng thái giống như vậy, nó y như cái cô trong cái lá bài này, và bạn muốn tìm cái cách để giải quyết cái trạng thái đó. Bạn muốn tìm cái cách để mà xử lý, giải quyết và thoát khỏi cái trạng thái giống vậy, tự thân vận động chật vật một mình làm cũng được, nhưng mà loay hoay làm cũng được. Đó, và nói thì nói loay hoay làm cũng được, nhưng mà hỏi là làm có một cách dễ dàng, làm công việc của bạn một cách nó có thuận lợi êm xuôi hay không, thì nãy mới có dùng cái chữ cho bạn để ý là chật vật á, nó hơi chật vật một chút xíu. Ở đây nó có một cái lá bài là Three of Swords. Đây là con cá voi, ngửa bụng là cá voi này không không còn sống nữa, thì tiên cá xung quanh đang rất là đau buồn vì cái sự việc này. Nhưng mà rốt cuộc thì cái sự việc này nó lại không phải là một cái việc giống như chúng ta có cái tình yêu thương, chúng ta có cái lòng nhân ái thì chúng ta buồn vì đồng nghiệp của mình hay là đồng loại của mình hay là bè bạn hay là người thân người quen trong 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 phạm vi gần của mình có cái chuyện gì đó nó không hay nó xảy ra, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng không có phải là chuyện của mình đó. Các bạn tụ bài số 1 bạn hình dung trong cái lá bài này là như vậy, cho nên sớm thôi các tiên cá này phải chấn chỉnh lại cái cảm xúc và phải tiếp tục sống tiếp, sống tiếp. Cá voi này đúng là một cái chuyện đáng đau buồn thật, nhưng mà nó là một cái sự thật luôn, nó cũng là một cái sự thật và mình phải chấp nhận nó để mà mình moving on, là tiếp tục mà sống tiếp. Cho nên cái lá bài này không hiểu vì sao nó đang cho mình có một chút xíu băn khoăn về cái nguyên nhân đó các bạn. Tụ một nguyên nhân vì sao mà nó lại sinh ra cái trạng thái lúc nãy mới nói đấy, là giữa bạn và những cái người xung quanh nó cảm giác giống như là bạn thấy người này thế kia rồi người kia thế nọ, rồi nó sinh ra cái chuyện là bạn muốn thoát khỏi cái trạng thái này và tự thân vận động ấy. Đấy, cái lá bài này cảm giác là cái câu chuyện gốc rễ của tụ một đây, theo kiểu nó giống như là bạn kết hợp với lá bài Dandelion. Dandelion bạn hình như bông hoa nó nở rộ rồi nó muốn hay không muốn gió, gió là cái điều nó không kiểm soát được,
Gió là chuyện của tự nhiên, chuyện của đất trời thổi ngang cái và bạn bạn hoa dandelion này buộc phải bung ra hết mà thôi. Đó, cảm giác bạn hình dung nó liên kết với lại cái chuyện của chú cá voi này. Sống chết nó không có phải nằm ở trong tay của mình, các bạn hình dung đó. Đó, kiểu giống như vậy. Là cái chuyện nó đến, cảm giác như một cái chuyện nó xảy ra mà ngoài cái tầm kiểm soát. Không có phải là cái lựa chọn của nhóm chúng ta. Đó, và nó sinh ra một cái kết quả thì tùy góc của người nhìn thôi. Như lúc nãy mình có ví dụ các bạn Dandelion, là nếu như đặt chúng ta là vị trí hoa Dandelion, không biết là mình có vui và mình có sẵn lòng để mà tỏa tán cái vẻ đẹp khắp nơi như vậy hay không, mà gió cứ đến và lấy đi của tôi mất tiêu rồi. Đó, hay là một cái hoa Dandelion khác cảm thấy rất là vui vẻ khi mà được sẻ chia như vậy đó. Cho nên nó có thể sẽ có những cái mà nó khác biệt về quan điểm hoặc là ý nghĩ. Em có một cái cảm giác là nhóm các bạn tụ bạc số 1 không giữ được cái khoảng cách cần thiết cho cái chuyện mà nó không có nằm trong cái tầm kiểm soát của mình, cũng không phải trực tiếp là cái việc của mình, nhưng mà đúng là mình có những cái sự quan tâm nhất định, thì đó có thể nó sẽ là một trong những cái nguyên nhân và nó sinh ra cái đám mây đen này của nhóm các bạn. Kiểu vậy, nó sinh ra quá nhiều những cái mà hỗn loạn qua 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 lại lại vậy, các kiểu vậy. Và đây nó có một cái là bài yoke. Nó làm cho tụ bài số 1 mệt, bực. Và thực ra là không có chỉ bạn không đâu. Các bên đều là như vậy cả. Đó. Rồi, và nó quay trở lại cái câu chuyện của các bạn tụ bài số 1 là bạn muốn tự thân vận động á, nó hơi chật vật một chút xíu để mà bạn làm cái công việc, và cảm giác giống như là bạn không có muốn nhận cái sự tương tác, bạn không có muốn nhận cái sự giúp đỡ với cái lá bài Death là tử thần ở đây nè, từ những cái người xung quanh nữa, và như vậy nó lại làm cho bạn chật vật và mệt hơn nữa. Nhưng may thay trong trả bài của các bạn, quay trở lại đoạn đầu, bạn có nhớ là Mi có nhắc là cái thuận buồm xuôi gió và cái vòng xoay này nè, nó đã bắt đầu xoay rồi, thì bạn nhận ra được nó giống theo kiểu cái lá bài này nó đang cho mình nhìn thấy là cái vòng lặp, cái chu kỳ của cuộc đời, cái chu kỳ của trạng thái công việc của các bạn thuộc bài số 1. Tại vì bạn hình dung cái vòng xoay đồ chơi này, mình vào trong một cái ô mình ngồi thì nó xoay đúng vòng, mình lên trên đỉnh cao xong mình cũng xuống lại thấp, xoay đúng một vòng đó, nó cứ lặp đi lặp lại, cũng tương tự giống như là cái chú cá voi này đã ra đi, cái sự luân hồi. Rồi Dandelion cũng vậy, tỏa tán ra như vậy, cảm giác giống như là đặt vị trí của Dandelion nó là bị mất mát, nhưng mà từng từng cái nhụy của hoa Dandelion này tỏa tán khắp nơi, nó lại cắm vào trong đất sâu và mọc lên biết bao nhiêu là bông hoa Dandelion tuyệt đẹp mới nữa đó. Cái kiểu nó cứ vòng xoay vòng xoay vòng xoày à. Rồi cả tàu này cũng vậy, nó tàu này trao thương mua bán đến nơi nào đó, trả người hay trả hàng xuống, thu tiền về xong đón người khác, nó cứ xoay vòng cái chu kỳ của cuộc sống như vậy. Và với cái lá bài Nine of Wands này, nó thể hiện khá rõ cái sự chật vật của tụ một á, và bạn nhận ra là cái chuyện nó không thể nào nó kẹt mãi như vậy, và bạn phải giải quyết, bởi vì con tàu là sự di chuyển, chiếc xe hơi này cũng sự di chuyển. Thực ra cái lá bài Death này là con tàu nè các bạn, nó cũng là một cái sự di chuyển, nó phải từ trong một cái nơi nào đó, hay là một cái bến bờ nào đó, hay là giàn khoan này nó ra là di chuyển. Cái vòng xoay này cũng là một sự di chuyển, nó cho mình nhìn thấy là tụ tụ một đang nhìn thấy nó phải giải quyết dứt điểm cái trạng thái này, loay hoay mãi như vậy. Cảm giác như là bạn nhận ra rằng là phải đưa ra một cái quyết định á, tại vì prosperity này nó cho mình nhìn thấy nó liên quan, thì nó xuất hiện trong đầu của mình, law of attraction là một cái luật hấp dẫn đó. Bạn loay hoay lọ mọ mãi như vậy, nó không đâu vào đâu á, kiểu như mình để cái tâm hay cái năng lượng của mình vào cái việc gì, là vào cái nỗi lo, vào cái sự chật vật, thì nó cứ lo mãi và chật vật mãi đó. Nên cái lá bài yoke này nè, và bạn nhận ra một cái điều là phải giải quyết nhanh rồi, cảm giác như là nó tốn cái thời gian mắc kẹt của tụ bài số 1 đến mức bạn mệt đến mức độ là bạn nhận ra thôi thì có lẽ đã đến lúc mình phải nói chuyện. Thì cảm giác như là bạn giải quyết bằng cách là bạn phải nói chuyện, bạn tìm ra được một cái cách đó, là phải tự mình á, thôi thì mình sẽ không có gồng lên và loay hoay lọ mọ một mình như vậy nữa. Mà cảm giác như là bạn sẽ bắt đầu là nói chuyện với những cái người còn lại, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau để mà làm lại cái chuyện này, hợp tác lại với nhau đó, phối hợp lại với nhau đó. Mà cái việc tụ bài số 1 để bạn đưa ra một cái quyết định này nó không hề dễ dàng một chút xíu nào cho các bạn đâu, mình cảm nhận được cái việc đó.
Nhưng mà vì cái lá bài con tàu này nó thể hiện một cái năng lượng là rất là thịnh vượng cực, kèm với lại prosperity, cho nên My vẫn đang nhìn thấy được đây là một cái quyết định mà bạn vượt lên trên chính mình đó. Bạn chiến thắng bản thân của mình luôn. Bởi vì ở đây bạn hình dung đây là một cái việc quá khó khăn với tụ một luôn á, vì mới bắt được ở đây là một cái năng lượng. Bạn là một cái người mà có cái tính mà cá nhân nó rất là lớn, thành ra là chuyện nó xảy ra như vậy để bạn nhận thức rằng là à, cái việc mà lấn cấn giữa mọi người với nhau thì ra nó không có thuộc trách nhiệm của ai cả, nó là cái việc bên ngoài nó cứ xảy ra và chúng ta không làm được gì khác, cho nên là chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó. Và có thể tụ bà số 1 thấy cái việc này giống như kiểu là mình phải hạ mình xuống, hoặc là mình phải xử lý được cái cảm xúc cá nhân để mà mình nói chuyện lại với người ta. Nhưng mà không sao, tại vì vấn đề ở chỗ là vì các bạn tụ một, bạn đã nhận ra rằng đây không phải là cái việc của bạn hay là của tôi nữa, mà cái việc này là việc ngoại cảnh, cho nên phải cùng nhau để mà giải quyết và nói chuyện, để mà phối hợp lại để mà làm thôi. Thậm chí là một nhóm tụ bài số một, có thể là bạn biết đâu là bạn sẽ có một cái chuyến đi đó, vì con tàu này chuyến đi này có thể là bạn đi công tác, mà công tác xa lận chứ không phải là vị trí gần hay là địa điểm lân cận gì đâu, có thể là đi công tác xa đó. Nhưng tóm lại cũng chỉ đây là để giải quyết cái công việc mà thôi. Nhưng mà đây lá bài này chúng ta phải nhìn kỹ một chút xíu, vì lúc nãy là nó bị ngược xuống, bây giờ mình lật ngược nó lên, cho nên mình muốn cảm giác cảm nhận một chút xíu về cái ý nghĩa thật, năng lượng thật. Xin vũ trụ cho các bạn tụ bài số 1 thấy rõ năng lượng của lá bài Death cũng như là diễn biến công việc sắp tới của tụ bài số 1. Năng lượng của lá bài Death. Ok, Page of Cup, cậu bé Ly. Page of Sword là cậu bé kiếm. Queen of Cup là nữ hoàng. Ly, Ace of Cup là một cái ly. Và Five of Sword và Ten of Wands. Ten of Wands nó thể hiện cho cái trạng thái của tụ bài số một mà lúc nãy mới cảm giác là bạn khá là chật vật đó. Bạn đây nè, một thân một mình, bạn phải vội vã, bạn làm rất là nhanh, bạn đưa những cái vật này ra khỏi miệng núi lửa mà nó đang chuẩn bị bùng cháy đó, không biết là bạn có xoay trở kịp hay không. Nó làm cho bạn rất là gắng sức đó. Rồi vậy thì bây giờ nó rõ cái câu chuyện vì sao tụ một lại có thể thay đổi như vậy, mà một cái việc đó rất là khó cho các bạn để mà mình gắn kết lại với người ta, để mình phối hợp á, mình cùng nói chuyện với người ta rồi hai bên cùng nhau mà làm á, là ở đây cái lá bài Emperor, hoàng đế và ông vua gậy, dẫu sao nó thể hiện một cái thế mạnh của tụ bài số 1. Bạn có một cái trọng trách nhiệm, đúng hơn là trọng trách, mình xin lỗi, mình định nói chữ trọng trách nhưng không đúng, trách nhiệm nó mới đúng. Cái tính trách nhiệm của các bạn rất là cao, nhưng mà cái trách nhiệm ở đây nó không có phải là ra bên ngoài hay chuyện khác, nó chưa đến cái bước đó. Cái bước đầu tiên là bạn nhận được cái trách nhiệm của bản thân đó. Cái câu chuyện mà Dandelion với lại con chú cá voi mà Mimi liên tưởng cho các bạn lúc nãy đó, bạn hình dung cái việc đó nó không có của ai cả, mà các bên lại đụng chạm nhau, thành ra bạn nhận ra một điều rằng là việc không đâu mà mình lại đụng vào nhau, rốt cuộc cuối cùng mình tự làm đau. Các bạn tụ một, bạn hình dung ra cái tình trạng đó hay không à? Đó, thành ra cái tính trách nhiệm của các bạn tụ bài số 1 là lên trên chính bản thân của bạn, là bạn nhận ra một điều rằng là cả bản thân bạn cũng như là những cái người còn lại nó bị rơi vào trạng thái quá nhạy cảm. Không có tiết chế được cái cảm xúc của mình, chứ thật sự ra chẳng ai lỗi và chẳng ai phải trong cái chuyện vừa rồi cả, mà tự nhiên cái buông những cái lời nói qua lại với nhau, đâm ra bạn thấy rằng là à, có lẽ là mình hơi loay hoay cái cảm xúc cá nhân của mình quá, rồi bên này khó nói chuyện với bên kia không nói chuyện với bên nọ, thì bạn nhận ra cái điều đó. Quan trọng ở chỗ là bạn nhận ra cái chuyện đó rồi bạn mới bừng sáng ra và bạn thay đổi. Mà khi thay đổi thì mới bắt đầu là cùng nhau làm việc, cùng nhau sửa lại cái trạng thái, sửa lại cái tình trạng này, và nhận ra rằng cái chuyện mà nó không đâu nó tác động vào các bạn với nhau. Cái chuyện nó thực sự ra nè, mình có cảm giác giống như rồi bạn và những người liên quan sẽ nhận ra được cái giá trị tốt của cái chuyện đó. Như lúc nãy mình có nói với bạn, bông hoa Dandelion thực sự ra nó cũng không có bị phá hoại gì khi một cơn gió tạt qua đâu, nó bị bung ra hết á, nhưng mà nó lại cắm vào trong đất và mọc lên bao nhiêu loại bông hoa Dandelion khác nữa đó.
Thành ra cái lá bài Ace of Cup ở trong cái trải bài của các bạn, cái lá bài Ace of Cup này nó chủ là về cảm xúc này. Cảm xúc này. Cái tình hình kiểu như là tụ một và những người còn lại không có nhìn đúng cái tình hình khi mà cái tác động bên ngoài. Đáng ra là khi có cái chuyện nó tác động đến nhóm các bạn thì mình lợi dụng, mình tận dụng cái ưu thế của cái tác động bên ngoài đó đấy. Như bạn bạn nhớ không, lúc nãy mình có nói là phát hiện ra được cái chu kỳ của cuộc sống nè, dandelion chẳng qua là tán ra để mọc thêm, rồi cá voi này sẽ luân hồi bắt đầu được cái kiếp sống mới thôi, rồi well of fortune cũng vậy, lên rồi xong nó lại xuống, lên rồi xong là nó lại xuống thôi. Thì có thể là tụ một với lại những cái người liên quan, những người chung nhóm với bạn không có nhìn được cái lúc đó. Cái lúc đó nói chuyện xảy ra thì cảm xúc nó dâng trào thôi, nhạy cảm quá, cảm xúc nó dâng trào, không có tiết chế được cái cảm xúc của mình cho nên nó mới đụng chạm rồi tụ một, và cả những cái người liên quan mới cảm giác được rằng các bạn nhận ra một điều rằng là mình đã không có nhìn thấy cơ hội trong khủng hoảng. Tụ một bạn hình dung nó có một cái khái niệm như vậy, risk hay là rich là giàu có, risk là rủi ro đó, cái cụm từ đó hay nói trong cái việc mà kinh doanh buôn bán làm ăn đó kiểu vậy. Thì tụ bài số 1 và cả những người còn lại nhận ra một cái điều đó, chúng ta đã không có nhìn thấy được cơ hội trong cái sự việc, trong cái sự cố vừa rồi. Đáng ra là chúng ta tranh thủ cái chuyện đó và mở rộng cái công việc ra, hay là trao thương mua bán hay di chuyển hay giải quyết đó, cái kiểu vậy, mà chúng ta đã tốn một cái khoảng thời gian qua lại với nhau như vậy. Và rồi tụ bài số 1 bừng sáng, bạn nhận ra là phải có cái sự tương tác với nhau thì nó mới nên chuyện, cho nên nó sinh ra một cái năng lượng thịnh vượng của các bạn tụ bài số 1 và những cái người còn lại. Tuy nhiên để nói là nó có nhanh chóng hay không thì đây là mi thấy được tụ bài số 1 và những cái người còn lại là tất cả đều là người trưởng thành cả, đồng ý. Nhưng mà các bạn đều là những người rất là thực lực, bạn sẽ thấy nó rất là hay nè. Ở đây là hai cái bộ bài khác nhau hoàn toàn, nhưng mà hai cái ông vua này và cái ông hoàng đế này giống nhau ở chỗ là ổng đều nặng cầm cái cây thương trượng hay cái cây gậy của ổng, cái tư thế này rất là ngầu lòi luôn. Các bạn tụ bài số 1, bạn hình dung không đó, thành ra nó đang thể hiện cái thực lực chứ không phải là chỉ đơn giản là người trưởng thành đâu. Cái thực lực, cái năng lực của các bạn với nhau mà khi phối hợp lại là không phải là song kiếm hợp bích nữa, mà ở đây là tam kiếm hay là thập kiếm mà nó nhập hợp lại, thì bạn hình dung là nó ra được cái năng lượng prosperity ở đây là đúng rồi. Nó hứa hẹn một cái kết quả mà chúng ta vẫn có thể kỳ vọng về góc độ là tiền bạc, tài chánh hay tài vật ở đây cho cái công chuyện này của các bạn tụ bài số 1 đó. Cho nên là mình không biết là các bạn nhanh chóng để mà thoát khỏi cái trạng thái cảm xúc của cá nhân hay không, nhưng mà càng nhanh bao nhiêu thì càng tốt cho các bạn bấy nhiêu. Tụ bài số 1 nó là như vậy. Rồi chắc có lẽ mình xin phép tạm ngừng cái trải bài của các bạn ở đây. Cầu chúc các bạn tụ bài số 1 và cả những cái người mà làm chung với bạn có thể nhanh chóng mà chuyển hóa cái cảm xúc rồi nói chuyện để giải quyết với nhau cho nó có cái năng lượng prosperity nó đến thật là sớm bạn nhé. Hãy luôn ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình, bấm like kiểu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn các bạn tụ bài số 1. Chúc thuận lợi và thành công. Xin chào tất cả các bạn, tụ 2 đây là viên đá và là bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn tụ 2, chúng ta đang kết nối năng lượng với nhau và xem là cái diễn biến công ăn việc làm của các bạn cũng như tương tự là tài chánh sẽ thế nào trong tháng 7 là 30 ngày sắp tới. Thì từ ngay lá bài đại diện chọn tụ của tụ 2 là family, là gia đình của bạn, hoặc có thể sẽ áp vào trong, vì đây là trải bài chung, bạn có thể áp vào trong cái trạng thái tình trạng của bạn là những cái người mà trong cái vòng tròn thân cận gần gũi sát bên các bạn nhất. Kế bên là một cái cây roi và một cái cây chổi và một cái hawthorn. Bạn sẽ nhìn thấy một cái cây nó trơ trọi, nó héo khô, nó cằn cỗi như này nè, ở giữa một cái cánh đồng mông quạnh như vậy, trong khi đó xung quanh là hoa nở tùm lum. Thì nó đang cho mình có một cái cảm giác là như vậy nè, tụ bài số 2. Cảm giác như là có thể là trước đây, lâu hay là mau thì tùy bằng áp cái câu chuyện vào của trạng thái của bạn giúp mi. Có thể là bạn không nhận nhiều được cái sự đồng thuận hoặc là tương trợ
song hành, đồng hành, gắn kết từ gia đình của các bạn hoặc là những cái người thân cận gần gũi nhất bên các bạn. Có thể biết đâu là nó sẽ đẩy tới cả một cái trạng thái là nó có những cái ý kiến trái chiều, hoặc có thể sẽ có mâu thuẫn, cãi vã, và nó kiểu giống như là bạn không nhận được cái sự trợ giúp. Mà cái giúp ở đây á, nó không phải là giúp theo kiểu giúp tiền, giúp bạc hay gì, giúp tiền, giúp bạc ok mừng, cảm ơn. Nhưng mà nó không có được cái sự đồng thuận đó, mấy này mới dùng cái chữ là đồng thuận. Bạn không có cả được cái sự trợ giúp về cảm xúc, bạn cũng không có nhận được cái sự trợ giúp về tinh thần á. Mà cái việc đó nó đã làm cho cái cảm xúc của các bạn tụ bài số 2 bị ảnh hưởng rất nhiều. Bạn cảm nhận được rằng nó giống như là bạn không có được cái nền tảng được nó vững như bao nhiêu người xung quanh. Có thể bạn không có được cái nền móng á, trong cuộc sống nó vững chãi được giống như những người xung quanh. Tuy nhiên trong trải bài của các bạn, nó có một cái lá bài là The World, là thế giới, thì mới cho bạn nhìn thấy cái vận động viên trong cái lá bài này chạy một con đường rất dài, gần như cả thế giới, nhưng rốt cuộc cuối cùng nó ở một cái giai đoạn là chạm đích, cán cái vạch đích. Nó thể hiện là thực sự ra cái việc mà My vừa mới mô tả mô phỏng như vậy cho tụ bài số 2, nó đã để lại trong lòng của các bạn tụ 2 một cái bài học rất lớn luôn, lớn cực kỳ. Tại vì ở đây bạn nhìn thấy là trong cái lá bài này chỉ có mỗi một vận động viên này thôi. Nó giống như là bạn đã bươn chải, giống như bạn đã vượt lên trên số phận, giống như là bạn đã tự một thân một mình để mà đi độc hành trong cái hành trình này. Như cái cây Hawthorn này, bạn nhìn thấy nó trơ trọi, mấy nãy mới dùng cái chữ gọi là nó trơ trọi như vậy, nhưng mà bạn thấy nó vẫn vươn cao lên, mặc dù xung quanh cảm giác như cái khu vườn khác hoặc những cái cây hoa khác nó có được cái sự hỗ trợ thuận lợi, cho nên là đâm hoa nảy lọc cái trái đồ các kiểu. Nhưng mà cái cây này, Hawthorn này, chính các bạn tụ bài số 2 không có cái gì cả, vẫn bất khuất kiểu vậy, bất khuất. Vì kế bên đó là một cái lá bài King of Wands nữa. Bạn nhìn thấy là cái người này giống như là một cái speaker, là một cái diễn giả, phải không? Cái tư thế này rất là tự tin. Nó vẫn cho mình nhìn thấy được là tụ bài số 2, bạn có một cái niềm tin, là mình kiểu mày gọi là bạn có một cái niềm tin bất diệt. Bạn có một cái năng lượng mạnh mẽ tuyệt đối luôn, để bạn vẫn quyết định là độc hành con đường của mình. Giống vậy. Mà ở đây nhé, ở đây nó có vulture. Vulture is depression, anxiety, worry that someone is against you. Cái lá bài này có lẽ là nó mình mô tả cái năng lượng rồi. Giống như là gia đình hay những cái người xung quanh đó, nó không có cái sự đồng thuận với các bạn. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Là bạn bu là chính các bạn tụ bài số 2 đây, và nó khớp hoàn toàn với năng lượng của lá bài mình vừa mới đưa lên cho bạn coi, King of One. Tụ 2 bạn là nữ giới, phụ nữ thoải mái đón nhận cái thông điệp mình chia sẻ. Có thể là bạn thấy nam giới đây nhưng bắt cái năng lượng thôi, vẫn là bạn đó. Một cái nhiệt huyết, một cái quyết tâm, một cái niềm tin mà nó vững chãi, không có bị gục ngã bởi nghịch cảnh đó. Bu này nó là như vậy. Ở bên đây nó có hai cái lá bài này nè, nằm ngay dưới lá bài Family. Nó cho mình có một cái cảm giác giống như kiểu là cái chuyện mà bạn có những cái ý kiến ngược hay là mâu thuẫn gì đó với gia đình hoặc là cái người thân cận gần nhất bên cạnh bạn á, nó tác động rất là nhiều đến cảm xúc của các bạn. Kiểu giống như là bây giờ bạn có cái gì nữa đâu, chẳng còn gì trong cái hoàn cảnh này. Thì vì nó không còn gì, vì nó không có gì, cho nên nó lại có tất cả và còn tất cả các bạn tụ hai nhé. Mà vì sao My lại nói một cái nó nghịch lý như vậy? Ở đây My sẽ để cho tụ hai nhận thấy một cái lá bài Death ở trong này. Đây là một cái người, không biết phải quả phụ hay không thì không biết, nhưng mà tóm lại mặc cái đồ như thế này là đứng ở đây là cái nghĩa trang, hoặc là gọi là cái nghĩa địa đó. Có nghĩa là cái người này họ đã có một cái sự mất mát quá lớn, chỉ đơn giản là mất mát quá lớn thôi. Nhưng mà đó là với cái người này. Còn cá nhân ở bên này nè, cái ngôi mộ này á, thực sự nó chỉ là một cái giai đoạn kết thúc thôi. Nó chỉ mở ra, ở đây nó có mặt trời mọc nè. Có nghĩa là cái người phụ nữ này chấp nhận cái sự mất mát này để nó phải có một cái khởi đầu, để nó phải có một cái bắt đầu mới cho cái người mà đã ra đi đó. Mình giải thích cái lá bài này thôi. Còn áp vào trong cái hoàn cảnh thực tế của tụ 2, cảm giác giống như là vì bạn
vì bạn không còn gì nữa cả đó, kiểu kiểu như vậy. Nãy mới dùng cái chữ gọi không không còn gì nữa cả, sợ bạn đón nhận nó hơi nặng. Kiểu là lúc nãy nói giống như bạn nhìn xung quanh, có thể bạn cảm thấy bạn không có được cái nền tảng, bạn không có được cái nền móng nó vững được giống như bao nhiêu người xung quanh, nhưng mà bởi vì bạn không có cho nên bạn quyết định bạn sẽ xây cái nền đó cho mình. Và bạn tụi hai bạn hình dung cái ý mình đang muốn diễn tả ở ở đây đúng không ạ? Đó, bạn muốn tạo ra một cái nền, bạn muốn tạo ra một cái khởi đầu, bạn muốn nếu như không có ai giúp mình thì bạn sẽ là người giúp mình. Cái giúp nó sẽ đến ngay khi mà bạn thực sự gọi là cần thiết nhất, thì là cái nội lực của bạn như lá bài này nè, và lá bài bua mới nói đó, nội lực nó giúp bạn để bạn tự tạo cái nền của mình, bạn tự tạo cái bóng của cái móng của mình luôn. Giờ không có cần ai nói năng gì hết. Vì cái lá bài Wheel of Fortune này, bánh xe số phận, cảm giác như nó đây là một cái hoàn cảnh rất đặc biệt của tụi hai, nó là cái phận số của các bạn, nó là như vậy để cho bạn có thể gọi là phát huy và bộc lộ tối đa hết được cái tố chất thật sự của bạn. Nếu như không có cái hoàn cảnh như vậy, nếu như không có cái trở ngại hay cái nghịch cảnh như vậy, thì bạn sẽ không thể nào mà tuyệt vời và mạnh mẽ và tự tin như năng lượng của hai lá bài này được. Và bạn sẽ không đón nhận nhiều những cái bài học giống như cái cô vận động viên trong cái lá bài này. Thành ra mình không biết là tụi hai bạn đón nhận cái hoàn cảnh của bạn ở cái góc độ như thế nào, nhưng mà vì cái lá bài này nó gợi dậy cho mình có một cái giống như một cái thông điệp của vũ trụ, thông điệp nhỏ của vũ trụ gửi đến cho tụi bài số 2 kiểu vậy. Nó đã có những cái an bài, nó đã có những cái an định như vậy để bạn thực sự mới có thể là giống như một chú bướm bướm á, bừng sáng lên như vậy và phá cái kén chui ra. Nó giống vậy với cái lá bài Death này, mình cũng có cái cảm giác đó. Four of Cups. Bạn cho mình nhìn kỹ cái lá bài này chút xíu nha. Cái lá bài này nó liên quan đến cái cơ hội của các bạn, nó liên quan đến một cái điều gì đó nó đang xảy đến với các bạn đó. Xin vũ trụ cho các bạn tụi hai thấy rõ được năng lượng của lá bài Four of Cups và diễn biến công việc kế tiếp của tụi bài số 2. Four of Cups. Ok, tuyệt vời. Bạn thấy lá bài nó giống như là một cái cây thương trượng và có một cái viên ngọc quý nó tỏa sáng soi sáng cả cái cương đường hầm, soi sáng cả cái đường hầm. Đó là cái đường hầm này, là cái khoảng thời gian mà nó bí bách và nó tăm tối của tụi bài số 2 khi bạn không nhận được nhiều những cái sự đồng thuận hoặc là trợ giúp hoặc là song hành của các bạn, cảm thấy cái con đường nó tăm tối quá. Nhưng vì vậy mà bạn là cái người bắt đầu đã tìm thấy được một cái cây thương trượng như thế này và nó tỏa sáng cái viên ngọc soi hẳn con đường của bạn đi luôn đấy. Ok, bên này là The Emperor, Hoàng đế, Emperor. Five of Pentacles, năm xu với lại ngôi sao. Và bên này bạn có một cái lá bài là hai xu cuối cùng. Và Ten of Pentacles và Five of One, năm gậy. Không hiểu sao cái lá này nó cho mình có một cái cảm giác giống như là chú thỏ này đang gây cái sự chú ý. Tại vừa đứng trên con cá rồi đang tung hứng cả hai cái đồng xu, gây cái sự chú ý cho hai tiên cá nhi đồng này, mà rốt cuộc là gây được cái sự chú ý rồi. Có thể là tụi hai không biết là bạn có muốn chứng minh một cái điều gì đó cho những cái người mà họ bất đồng quan điểm hay là không đồng thuận với các bạn, để chứng minh á, kiểu không biết là có phải là bạn đang muốn chứng minh, gây một cái sự chú ý thu hút nào đó để cho người đó, người khác thấy được rằng là bạn có thể, rằng là bạn có cái năng lực. Nhưng mà rốt cuộc cái cảm giác giống như cái việc đó nó không đâu vào đâu á. Mình hơi có cảm giác như vậy một chút. Vì đằng sau cái hành vi đó, vẻ bề ngoài là làm một cái gì đó để chứng minh, để cho người ta thấy. Nhưng mà đằng sau đó, có nghĩa là sâu thẳm trong trái tim của tụ hai, với cái lá bài này mình đang muốn nhìn rõ là bốn ly nè, mấy cả là nó ra được lá bài là năm xu. Cái bạn sẽ thấy đây là một cái người hơi bi thương một chút xíu, ngồi giống như là ngập lặng trong những cái chai này, bia rượu gì không biết, nhưng mà bị hơi men nó làm cho mình chết choáng, không bám được vào trong cái thực tại. Ở bên này cũng vậy, người này quá khổ sở đi cho nên không nhìn thấy được cái xung quanh, không nhìn thấy được cái thực tại. Cả hai đều là không nhìn thấy được thực tại, hoàn cảnh, đúng cái bản chất hoàn cảnh của mình. Ở đây nó lại có một cái lá bài The Emperor, khả năng là một trong những cái nguyên nhân đó, mà đặc biệt là family nữa. Có thể là một trong những cái nguyên nhân mà nó đẩy tụ hai rơi vào trong cái trạng thái như vậy. Có thể là từ gia đình của bạn, mà trực tiếp là cái người mà giữ cái vị trí là cha hoặc là chú, hay là người đáng ra phải ngồi ở cái vị trí là
dẫn dắt hay đứng đứng đầu trong gia đình nó có thể sẽ là như vậy, một nhóm nhỏ khác thì có thể liên quan đến cơ quan công quyền này nọ thôi. Hoặc là lúc nãy mình có nói là có thể sẽ là một cái nhóm mà những cái người họ thân cận, họ gần gũi nhất bên các bạn tụ bà số 2, biết đâu có thể sẽ là cái người chủ hay người sếp của bạn mà bạn quý mến, bạn trân quý, họ gần gũi như vậy. Nhưng mà chung quy trở lại, quay trở lại là tụ 2 mình cảm giác được rằng là bạn vẫn đang muốn là chứng minh cho người ta thấy, nhưng mà sâu thẳm trong trái tim của bạn nó lạc lối lắm, nó khổ sở, ý như vậy, nó khổ sở, cho nên rằng là bạn thấy rằng mình phải tự xoay trở. Emperor này là bạn tự xoay trở, bạn đã xây cái móng, bạn đã học rất nhiều, bạn đã chuẩn bị rất nhiều, bạn đã thấy đủ hết các kiểu rồi, và đến ngày hôm nay nó vẫn cứ có một cái gì đó nó trống rỗng và nó khổ sở như thế nào đó về cái kết nối của bạn và cái người đó. Đó, nó cứ trống rỗng sao mà bạn vẫn không nhìn thấy được. Nhưng bằng một cách nào đó thì ở đây vì vẫn có một tiên cá đang lặng lẽ tiến gần gần bên, và tương tự lá bài này cũng vậy, thì My đang nhìn thấy là nó vẫn có âm thầm một cái sự quan tâm nào đó, âm thầm vẫn có một cái sự sẵn lòng trợ giúp nào đó, nhưng có thể là nó bị mâu thuẫn theo kiểu là bất đồng quan điểm hay là cãi vã thôi. Nên My cảm giác được rằng nó vẫn có một cái cánh cửa, một con đường, một sự trợ giúp mà luôn luôn ở đó chờ đợi các bạn tụ bà số 2. Có thể nó sẽ xuất hiện vào cái thời điểm mà đúng nhất, giống như là cái thời điểm mà nó chín mùi đó, thì cái sự trợ giúp đó bạn mới có thể nhìn thấy được, và cái người này họ mới có thể tiếp cận được với các bạn tụ bà số 2. Chỉ trừ khi là bạn trong cái tâm của mình nó không có bị chơi vơi bi thương và lạc lõng giống như vậy nè. Mà cũng khó nói các bạn tụ 2, vì nó đã có cái việc mà như lúc nãy mấy cái nhóm bài phía trước, phía dưới mình đã chia sẻ xong với bạn rồi, cho nên là bạn có nhiều cái phiền não đó, bạn thấy nó bất đồng quá, thành ra cũng khó nói với các bạn. Nhưng mà dẫu sao thì cái lá bài này là một cái cơ hội, nó lé lên một con đường, nó lé lên cho tụi hai, cho mình lại nhìn thêm lá bài đó nhé. Vì bạn muốn tìm cách, nó sẽ có cách cho bạn. Vì bạn muốn tìm đường thì nó sẽ có đường cho các bạn. Nhưng đường này đường một mình các bạn cũng vậy, mà có cái người khác họ lót đường cho bạn, họ giúp bạn cũng có luôn đó. Xin vũ trụ cho các bạn tụ hai thấy rõ năng lượng của lá bài Ace of Wands và cái cách thức hoặc là cái con đường, cái lối thoát mà của tụ hai sẽ tìm thấy được. Ok, hay quá. The Sun là cái gì ha? Mặt trời các bạn. Năng lượng của lá bài Ace of Wands, Nine of Cup nó luôn luôn tượng trưng cho năng lượng là mình đạt được cái điều gì đó, cái ước mơ nó thành hiện thực, hay cái ý định nó được thực hiện, cái điều mình mong chờ nó tới đó, nó theo kiểu giống vậy. Thì nó khớp với cái lá bài một gậy ở đây. Rồi bạn có Death là tử thần nữa này. Rồi bạn có Six of Pentacles. Vậy thì thực ra dẫu sao thì mình lúc nãy mình có cảm giác là tụ hai bạn vẫn muốn chứng tỏ một cái điều gì đó. Nhưng mà vì bạn hình dung nguyên nhân gốc rễ để mà bạn muốn chứng tỏ, bạn thể hiện rằng là bạn không có cần cái sự đồng thuận, hoặc là bạn không có cần cái sự trợ giúp, bạn vẫn có thể tự thân vận động được. Cho nên dẫu sao đi chăng nữa, nó vẫn có một cái hình ảnh của cái tính cá nhân của các bạn tụ bà số 3, nó rất mạnh, nó rất lớn. Bạn muốn là việc này nó phải được đi theo như cái ý của bạn, để nó có được cái cảm xúc thoải mái cho chính bạn. Cho nên là cái lá bài Death này nè, mình sẽ để lại cho tụ hai thấy, nó vẫn thể hiện một cái sự phối hợp cùng nhau làm một cái việc gì đó. Đây là giàn khoan dầu, và dầu đã đổ khắp mặt biển rồi, cho nên cả người lẫn là tiên cá phải cùng nhau phối hợp để cứu nhanh khẩn trương lên những sinh vật biển mà vẫn còn kịp thời sống sót. Đã có những cái sinh vật không còn trụ nổi trong cái dầu nó đổ đầy mà các bạn đó. Nhưng mà cảm giác như là tụ hai bạn vẫn chưa muốn cái sự phối hợp, mặc dù tình trạng có vẻ cấp bách lắm rồi. Thành ra đây là một cái trạng thái mà nó bị mối quan hệ nó bị lấn cấn, nó bị rối. Rồi tiền bạc tài chánh của tụ bài số 2 nó cũng bị lấn cấn, nó cũng bị rối. Nhưng mà nó có một cái sự trợ giúp, chỉ cần bạn chịu ok, chỉ cần bạn chịu đồng ý, đó là bạn sẽ nhận được một cái sự quan tâm thầm lặng, mà thậm chí nó có thể sẽ là mang đến cho bạn là tiền bạc và tài vật nữa. Cảm giác như là cái người đó đây sẵn sàng đưa tiền cho bạn, Mimi dùng cái chữ gọi là vậy, nó sát nghĩa đen cho bạn dễ thấy. Nhưng mà bạn vẫn chưa chịu, muốn tự mình thôi, vẫn chưa chịu, muốn tự mình thôi. Vì ở đây nó có cái lòng tự trọng rất lớn, nó ngăn cản mà vì trải bài này ở đây nó hiện ra là
cái sự trợ giúp nó sẽ tới ngay khi bạn cần luôn á. Nhưng mà bạn thật sự là phải chịu kiểu là ok, đồng ý, ngẩng mặt lên thì thấy là bạn không hề phải loay hoay lọ mọ một mình một thân như vậy. Thì cái việc bạn cố gắng để mà thu hút cái sự chú ý hay chứng tỏ một cái điều gì đó, nó không biết là nó có mang cái tác dụng gì cho các bạn hay không, nhưng mà vì ở bên dưới này có một cái lá bài là Wheel of Fortune, là bánh xe số phận. Bánh xe số phận nó đại diện cho một cái sự thay đổi, nó cũng đại diện cho một cái gọi là một cái sự thật, một cái karma, có nghĩa là một cái kết quả, một cái hệ quả, một cái sự thay đổi đó. Vậy thì cái câu chuyện gốc của các bạn ở bên dưới nha, mình xin phép hỏi lặp lại, thì nó đã dẫn các bạn đến cái trạng thái ngày hôm nay. Mà cái trạng thái ngày hôm nay đó, lúc nãy mình nói là nó có thể sẽ khó, có một vài cái hơi chật vật một chút xíu trong cuộc sống và con đường của các bạn. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là nó vẫn mang cùng một cái năng lượng thay đổi, có nghĩa rằng là may mắn và thay đổi đó, cái khó khăn đó nó không có tồn tại mãi mãi, nó sẽ thay đổi. Nhưng quan trọng ở chỗ là tụ bài số 2, bạn 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 chịu lựa chọn và bạn đối diện với cái sự thay đổi tốt hơn, có nghĩa cái trạng thái khó khăn chật vật của bạn á nó không còn nữa đâu. Nhưng mà không biết là bạn có chịu đối diện bằng cách là bạn đón nhận, quyết định là đón nhận cái sự việc, sự kiện mà giúp các bạn thoát khổ hay không, dùng chữ thoát khổ đi cho nó gọn. Không biết là bạn có chịu đồng ý hay không. Có đường đây rồi nè, có một con đường rồi, có một cái cách rồi, có một cái cơ hội rồi, mà không biết là bạn có chịu hay không. Đó, cái đó nó mới quan trọng. Ở đây mình sẽ ngừng, tại vì nó liên quan đến cái quyết định hay là nó liên quan đến cái ý định của các bạn là mình sẽ ngừng. Luôn luôn là như vậy, tại vì mình không có muốn là tác động nhiều đến các bạn. Thành ra tụ 2, mình xin phép sẽ ngừng cái trải bài của các bạn ở đây. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong những trải bài kế tiếp các bạn tụ 2 nhé. Rồi còn nếu mà bạn có những cái sự quan tâm hay có những cái chủ đề khác mà bạn muốn mà chúng ta cùng với nhau trải bài, hãy thả vào trong ô bình luận bên dưới. Mình sẵn sàng sẽ trả những cái trải bài mà song hành cùng với các bạn tụ bài số 2. Chúc mọi việc hanh thông và thuận lợi. Hãy luôn ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình. Bấm like, yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn các bạn tụ bài số 2. Chúc thuận lợi, phước lành. Xin chào tất cả các bạn, tụ 3 đây là viên đá và lá bài đại diện chọn tụ của các bạn. Chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Các bạn tụ ba, chúng ta đã kết nối năng lượng với nhau và xem cái diễn biến công việc sắp tới của bạn cũng như là tiền bạc tài chánh đó, nó sẽ như thế nào trong tháng 7, 30 ngày sắp tới. Thì ở đây nó có một vài những cái tín hiệu, dấu hiệu ở trong cái trải bài của các bạn mà mới có cái cảm giác là có thể là từ trước khi bạn xem cái trải bài này lùi về trước nhiều tuần. Cảm giác như là tụ ba, bạn rơi vào trong một cái trạng thái giống như là bạn không nhìn thấy được mình phải nên làm gì, rồi công việc liệu rồi nó sẽ ra sao, nó làm cho bạn nặng đầu lắm, cảm cảm giác giống vậy. Nhưng mà tụ cột mốc khi mà năng lượng vũ trụ đã hướng bạn vào trong cái trải bài này, và đặc biệt là tụ bài số 3 mới các cái cảm giác, vì ở đây là cái bài stock, nó thể hiện về cái sự thay đổi các bạn. Một cái sự thay đổi mà thay đổi ở ngoại cảnh cũng như thay đổi bên trong con người của bạn. Điều này có nghĩa rằng là cái trạng thái mà bạn bị nhức đầu nè, suy nghĩ mãi rồi cảm thấy nó cứ mất, có một cái gì đó nó mông lung mà bạn không biết đâu ra đâu cả đó, nó sẽ tiêu biến đi. Thì có cái cảm giác vậy. Thay đổi này là thay đổi tốt, thay đổi này là thay đổi tích cực các bạn nhé. Vì cả ngay cái lá bài đại diện chọn tụ của bạn là friendship, nó là về tình bằng hữu, nó là về tình bạn, sự gắn kết kết hợp. Và cũng như bạn nhìn thấy ở đây có một cái chú cò này đang bay tới một cái tổ, có một chú cò khác, có nghĩa là có cái sự kết nối, có cái sự tương tác lại đó. Cho nên là mi đang nhìn thấy với cái loài hermit ở đây này và cả ba gậy dưới này, cảm giác như là từ 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 nhiều tuần trước á, tụ ba rơi vào trong cái trạng thái là bạn muốn làm một cái gì đó, bạn cứ loay hoay làm tới làm lui, hoặc là loay hoay tới loay hoay lui mà chưa đâu vào đâu cả. Cho nên nó làm cho bạn hơi thu mình lại một chút xíu. Thu mình kiểu bạn suy nghĩ, bạn tại vì giống như mình chạy lòng vòng hoài rồi, bây giờ ngồi yên một chỗ coi chứ còn chạy nó không có tới đâu, mà nó cứ nó nhiêu đó nó làm đi lặp lại. Thành ra mình cảm giác giống như là bạn bắt đầu bạn thu mình lại và bạn nghiên cứu, bạn ngẫm nghĩ lại.
mà cái nghiên cứu nó cực kỳ là quan trọng. Giống như ở đây có cái lá bài Hermit, thì bạn nhìn thấy cái người này đang giống như là đang ngồi thiền, sau lưng của họ đó nó có một cái hình của các, mình gọi là sao ta, cycle đó, quy trình của mặt trăng, chu kỳ của mặt trăng đó, từng bước từng bước từng bước, cảm giác giống như là bạn ngồi, à bạn nhận thấy cái bóng ở đằng sau thì nó có một cái lóe sáng lên, là phía trước vẫn là người bình thường, nhưng mà không hiểu sao cái bóng của họ là nó lóe sáng từ ngay chỗ trái tim đó. Bên này có một chiếc chìa khóa nữa, 111. Ok, nhiều cái dấu hiệu trong cái lá bài này. Cảm giác như là tụ bài số 3, giống như là bây giờ bạn chạy lăng xăng hoài, bạn chạy lòng vòng hoài, thôi bây giờ ngồi yên một chỗ nghĩ coi làm sao nè, nghĩ, bắt đầu là bạn nhận thấy rằng là à không vội được, nó cần phải tốn một cái thời gian của nó phải có cái quy trình nhất định của nó. Bạn giống như bạn ngồi bạn nghiên cứu lại mà, để bạn tìm coi là cái điểm mà xuất phát của nó, hay là cái thời điểm của nó, giống như bạn đi tìm cái chìa khóa bên này nè, là cái lúc nào đây. Chứ còn mình cứ xoay tới xoay lui hoài, chỉ có tổ nhức đầu và cảm thấy nó mông lung thôi, chứ nó không đâu vào đâu cả. Mà ở đây cái lá bài King of Wands là ông vua gậy, hay đây mình còn thế gọi là cá mập tướng nè. À, và ông vua thì thôi, chứ còn tụ ba bạn nữ giới phụ nữ thoải mái đón nhận lá bài này đều là bạn cả đó. Nó đang cho mình thấy giống như là bạn đã cố gắng, bạn tự xoay trở cái tính trách nhiệm của bạn quá lớn, bạn cố gắng làm cái công việc của bạn, nhưng mà nó chưa có được cái gì rõ ràng khả thi đó, thành ra là nó mới đẩy bạn vào cái trạng thái mới nãy mình vừa mới tả xong. Và ở đây nó có một cái teapot là different ship with someone of the same sex, là giống như một cái tình bạn với một ai đó, dịch đơn giản nó có một cái tình bạn với một ai đó. Ở đây là friendship nè, hai cái dấu hiệu này nhập chung bạn thấy giống nè. Rồi same sex thì hai chú cò này là cùng cái giới tánh, xin lỗi không phải giới tánh, cùng cái đồng loại với nhau đó. Thành ra nó đang cho mình nhìn thấy được rằng là cái khoảng thời gian khi mà tụ bài số 3 bắt đầu là bạn không có chạy lòng vòng nữa đó. Tại vì bạn chạy lòng vòng, bạn thấy việc không trôi, cho nên bạn bình tĩnh, bạn ngồi yên lại một chút xíu. Và lúc đầu những tưởng rằng là mình có trách nhiệm, mình muốn làm cái việc này cho nó xong, cho nó tới nơi tận cùng, nhưng mà khi bạn nhận ra à, khi mà để làm cho nó xong, khi mà để làm cho nó tới nơi tận cùng, thì mình thực sự ra chỉ đang lây hoay với cái cảm xúc của mình mà thôi. Muốn làm cho bằng được, mình muốn làm cho bằng được, chứ không phải là mình thực sự tìm cái cách để làm cho bằng được ý. Tụ 3 đó, vì lá bài King of One này nó nằm ngay bên dưới là mistletoe, nên mình cảm nhận được rằng là tụ 3 đó theo kiểu là bạn ngồi, bạn suy nghĩ. Ồ, bạn suy nghĩ mãi một lúc như vậy, bạn nhận ra được rằng là hình như nó còn có những cái người đó, còn có những cái người thực sự là họ có thể giải quyết chung với các bạn, thực sự là bạn có thể nói chuyện lại với họ, thực sự là bạn có thể gắn kết nối lại với họ để song hành cái chuyện này chung với bạn cho nó hiệu quả. Nhờ vậy mà nó hiệu quả thiệt chứ không chạy lông vòng. Vì lá bài 8 gậy, số 8 nó luôn tượng trưng cho là một cái sự thay đổi, gậy đi biến đổi, cái chuyện nó sẽ, cái trạng thái mà trì trệ nó sẽ thông đó, mà vẫn là kiểu giống như bạn nhận ra được rằng là phải nói thì người ta mới biết. Có lẽ là đấy là cái thời khắc mà bạn phát hiện ra được cái vấn đề, cho nên có lẽ ở đây là pint new job and career, là bạn nhận thấy được cái vấn đề đấy. Mông lung nó không còn nữa, nhức đầu nó không còn nữa, ngủ lại được rồi, nhưng mà ở đây mới có một cái gì đó, mới cảm giác là nó chưa có đủ lắm. Bạn cho mình nhìn cái này cho rõ câu chuyện của tụ ba nghe. Xin vũ trụ cho các bạn tụ ba thấy rõ năng lượng của lá bài King of Wands, cũng như là diễn biến công việc, tiền bạc, tài chánh sắp tới trong tháng 7, 30 ngày sắp tới của tụ ba sẽ thế nào. Tower, tòa tháp, các bạn, Seven of Cups là 7 ly. Rồi bạn nhận thêm mỗi lá bài Six of Swords, 5 xu. Và ở đây là một cái lá bài The Magician, nhà ảo thuật, cuối cùng là Ten of Cups. Cái lá bài Six of Swords là 6 kiếm này, nó cho mình có một cái cảm giác, bạn nhìn thấy đây là tiên cá. Tiên cá đang nghĩ ra một cái ý tưởng rất là hay để làm một cái chiếc xe, và chú hải cẩu này sẽ kéo cái tiên cá này đi mà trượt trên. Six là 6 cái thanh kiếm này làm giống như cái ván trượt á, nhìn nó thô sơ lắm như này, cảm thấy là êm mông cực kỳ này tụ ba đó, nhưng mà ít nhất là đã có một cái ý tưởng rồi,
ít nhất đó là nó đã có một cái gì đó hình thành rồi, mình chỉ cần trau chuốt nó thêm một chút xíu, mình mài dũa nó thêm một chút xíu, thì cái phương tiện này là tuyệt vời dùng để di chuyển, vì tiên cá đâu có đi ở trên mặt nước được, chỉ bơi dưới đất, bơi dưới nước nói bậy rồi, bơi dưới nước thôi, nhưng mà để di chuyển ở trên tảng băng như thế này phải có phương tiện, và ít nhất tiên cá này đã tìm phương tiện ra rồi. Áp cái năng lượng này vào trong hoàn cảnh của tổ ba đây. Cái lá bài tower này, tòa tháp nó đổ rồi bạn, nó đổ, nó luôn luôn tiện tượng trưng cho một cái việc gì đó kết thúc đi, để mà mình phải bắt đầu mình làm lại, là một cái cú đảo ngược, nó là một cái sự thay đổi lớn luôn đó. Có thể là một cái biến cố lớn, có thể một cái sự việc nó xảy ra khá là bất ngờ, nhưng mà tuy nhiên vẫn là chỉ để cho chúng ta có một cái bắt đầu lại, cái một cái sự xây dựng lại thôi. Cho nên có thể đây là cái lá bài nguyên nhân nó khiến cho tụi ba mà lúc nãy vào trong trải bài mình có nói là bạn cảm giác như bạn muốn làm một cái việc gì đó, hoặc là bạn nghĩ về một cái điều gì đó nó quá nhiều để nó áp lực cho bạn, là bạn mất ngủ và bạn cảm thấy nó mờ đó, nó tối đó, mông lung đó. Nhưng mà nếu như khi mà mình nhìn đây, có thể là đây là cái việc Six of Swords này, tiên cá này muốn làm cái muốn xây dựng lại, muốn sửa lại cái việc này, muốn hoàn thiện cái phương tiện của tiên cá đấy. Nhưng mà nó muốn làm một chuyện, nhưng để mà biến cái ý tưởng của mình hay biến cái kế hoạch của mình thành một cái thực tế, thành một cái hiện thực luôn á, thành một cái bản, biến bản kế hoạch thành hành động á, nó cứ bị mắc kẹt thôi. Ở tụ bài số 3 nó cứ bị mắc kẹt mãi thôi đó. Nên bạn mới nói là cảm giác như bạn cứ quay vòng mà không tới tới đâu hết, nhưng mà bạn bình tĩnh ngồi mà suy nghĩ. Quan trọng cái bài Hermit này nè, nó thể hiện là bạn tốn rất là nhiều tuần, không biết có phải là nhiều tháng nữa hay không, loay hoay lọ mọ có một mình thôi để tìm đường, tìm ra, nó mờ và đi loay quay mãi mà nó bị stress luôn đấy. Thành ra đây là một cái năng lượng nó đang cho mình nhìn thấy rằng là nó phải có một cái sự trợ giúp nào đó xuất hiện, nó phải có một cái sự hướng dẫn nào đó xuất hiện. Nó đẩy các bạn tụ ba đến gần lắm cái giai đoạn mà bạn có thể start up lại được, bạn có thể gọi là có một cái tính khả thi và một cái ý tưởng mà nó tốt hơn cho công việc của bạn. Nó xuất hiện tới nơi rồi, giống như cái lá bài này, bạn hình dung là cái người trong lá bài này loay hoay vì lọ mọ giống bạn nằm lấy tay che lên trán rồi suy nghĩ trằn trọc mãi. Nhưng mà rồi có một cái người họ tới, họ vén cái màn qua cho nó có cái ánh sáng, để cho người này bừng tỉnh lại. Đó, nó phải có một cái sự tới của ai đó, nó phải có một cái sự đây như tương tự như lá bài này mình cho các bạn thấy. Bạn là bạn khổ sở loay hoay với cái công chuyện của các bạn, nhưng mà thực sự là có một cái tiên cá đang muốn xuất hiện tới để đưa cho bạn một cái sự trợ giúp, nhưng mà bạn chưa có thấy được, đang còn bị trằn trọc lắm, khó ngủ, mất ngủ quá, còn trằn trọc lắm, đang còn rất là khổ sở, cho nên chưa thấy được cái cách. Mà cái cách này á, là xen kẽ trong cái cách này là một cái sự trợ giúp đó, mà mình cứ lẹt, gọi là mình cứ bị mắc kẹt á, mãi như vậy. Tương tự như vậy là bạn, con cò này ở trong cái tổ có một con cò khác bay tới, mà chủ động là bay tới. Thành ra có thể là bạn chưa có nhận ra được vì bạn đang bị quá nhiều những cái sao nhãng, bị quá nhiều những cái chi phối. Thành ra là bạn chưa nhìn thấy được là có một cái cánh cửa cho mình mà thôi. Đây là cái lá bài pin lúc nãy mình kết hợp lại với cái năng lượng mới khi mình lấy mấy cái lá bài này ra, là có đường để cho bạn bắt đầu bạn làm lại. Nhưng mà không biết là bạn có chịu nhận hay không thôi, chứ với lá bài Seven of Cups này á, là nó đã thể hiện các bạn tụ bài số 3 đã nhìn thấy được rồi cái mạch của hoàn cảnh này, cái tình trạng của câu chuyện này, bây giờ làm sao đây để mình có thể bắt đầu và mình hoàn thiện nó luôn. Nhưng mà còn cái việc là bạn có chịu ngẩng lên và bạn nhận thấy rằng là có người đang giúp bạn, có người đang muốn giúp bạn đây này. Nhưng mà dẫu sao thì với lá bài Storm này, mình vẫn nhìn thấy được rằng rồi bạn sẽ thay đổi. Chứ không phải là bạn cứ gọi là lờ mờ mãi đâu. Vì cái lá bài cuối cùng trong cái bộ bài lúc nãy mình lấy ra, nó là Ten of Cups. Mình quay lại nha. Cảm giác giống như là ở đây nó đang có một ai đó nè bạn, quan sát các tiên cá còn lại trong lặng thầm. Có nghĩa giống như ai đó họ đang nhìn thấy cái sự chật vật và loay hoay của tụ bài số 3, và họ muốn tiến đến có một cái lời đề nghị hay có một cái sự trợ giúp nào đó. Nhưng mà ở tụ ba đây là năng lượng bạn là một cái mẫu người nhiều cái tài năng lắm, rồi giỏi giang nữa, nhưng có thể là bạn cũng là một cái người có cái tính độc lập, hoặc là bạn
có cái tính đòi hỏi nó cũng cao lắm, muốn tự thân vận động đó, cho nên không biết là bạn có chịu là phối hợp với người ta hay chưa thôi. Kiểu chịu phối hợp với người ta hay chưa. Chúng ta nhìn thêm. Xin vũ trụ cho tụ ba thấy rõ năng lượng của lá bài Five of Pentacles, vì đang muốn xem khi nào bạn mới chịu ngẩng đầu lên kiểu vậy. Năng lượng của lá bài Five of Pentacles. Ok, Ace of Cups, Wheel of Fortune, hai lá bài đều thể hiện quá đẹp đi. Seven of Wands, bạn sẽ thấy cái người này là người thợ lặn, đang xâm nhập vào cái thế giới dưới lòng nước đó sai rồi, đi đến cái nơi không có nên tới nữa, cho nên các tiên cá này mới cản lại. Thành ra cái người thợ lặn này quay đầu là bờ, cảm giác giống như là áp vào trong cái trạng thái của tụ bài số 3. Cái công việc của các bạn ở đây nó có thể sẽ sinh ra một vài cái lúc nãy mình nói, cái chuyện bất ngờ nó xảy ra, biết đâu là bạn có một cái đụng độ gì đó với mấy cái người xung quanh, một nhóm nhỏ tụ bài số 3 có thể là như vậy. Nhưng mà tuy nhiên quan trọng hơn là mình đang muốn nhìn rộng, là không biết khi nào bạn ngẩng đầu lên á, thì tụ ba nhận thấy được rằng là nếu mà mình tự loay hoay mãi như vậy, cứ cố tới nè là nó hỏng việc. Tới là mấy cái tiên cá này đời nào cho loài người xâm nhập vào trong cái thế giới của họ đó. Thành ra tụ bài số 3 cảm giác như bạn nhận ra được quay đầu là bờ, không thể nào cưỡng cầu lại cái hoàn cảnh của mình. Nó tại vì thực tế ra mới nãy là bạn cảm thấy nó quá mờ mịt đi và bạn bị nặng đầu ở đây, nó khổ sở lắm, cả về kẹt, cả về là tiền, kẹt cả về là mối quan hệ nữa giữa tụ ba với những cái người xung quanh đó. Thành ra là nó có một cái năng lượng là thực sự ra những cái người xung quanh họ vẫn chỉ là có cái ý giống như là cảnh báo cho bạn thôi, có cái ý là làm cho bạn sáng ra một cái gì đó. Nhưng mà có thể là bạn hơi có một cái sự không có công nhận, không có nghĩ ở cái góc độ đó, bạn muốn tự nhìn nhận, bạn muốn tự nghiên cứu, cho nên bạn hơi nghi một chút xíu người ta, cho nên nó mới sinh ra cái năng lượng là như vậy. Tại vì thực tế trong cái lá bài này bạn hình dung là tiên cá đây chỉ là cảnh báo loài người thôi, chứ được chưa đạt, không có tấn công. Cảnh báo thôi, nhưng mà có thể nó làm cho bạn hơi mờ một chút xíu. Nhưng may thay, tóm lại vẫn là như vậy, may thay bánh xe số phận ở đây và Ace of Cups ở đây nó đang cho mình nhìn thấy là tụ bài số 3 bạn đã nhận ra được cái vấn đề rồi. Sau một cái khoảng thời gian bạn ngồi bạn trầm ngâm, sau một khoảng thời gian bạn quay trở về, bạn coi lại cái tình hình này và bạn đánh giá năng lực của mình tới đâu, có thể làm được hay không, kiểu giống như tiên cá này có làm được cái ván trượt này hay không đó. Đánh giá mãi một lúc và bạn thấy là khó hiện thực hóa đó, không thể nào mà áp dụng nó vào trong cái thực tế được, thì ở đây nó có một cái năng lượng là bạn nhận ra là cái việc mà kết hợp và phối hợp, tương tác đồng thuận và nói chuyện với lại một bên khác đó, nó giúp cho bạn rất nhiều đó. Nên là bạn ngẩng lên để mà nói chuyện, ngẩng lên để mà tương tác, nhận cái sự hướng dẫn của tiên cá này, chứ còn bạn có nhận 5 cái đồng xu này không thì chưa dám trả lời đó, tùy bạn, mình không dám nói đó. Nhưng ít nhất là bạn đã ngẩng lên rồi, nó là một cái năng lượng bạn đã thay đổi rất là hay, bạn đã bừng sáng rất là hay. Tụi bài số 3 đến đây thì mình xin phép tạm ngừng. Hãy luôn ủng hộ mình với bấm vào nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mình, bấm like, yêu thích video này và cho mình thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Chúc các bạn sẽ nhanh chóng có được cái sự thay đổi như vậy để bạn có thể start up á, kiểu bắt đầu làm cho nó hiệu quả, cho nó khả thi hơn, để mà xua tan cái giai đoạn mà cứ tủng mủng như vậy của tụi ba nhé. Chúc mọi sự thuận lợi và hanh thông. Xin chào.